Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh bông lan chuối ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là 6 trái chuối. Chuối này là chuối sim đen đó các bạn. Với lại mình cũng có là 8 cái trứng gà, 150g bột mì, 100g đường, 2 muỗng ăn cơm bột bắp và 2 muỗng ăn canh dầu ăn, với lại 1 tí xíu muối và 1 muỗng cà phê bột nở, 2 ống vani. Thì trước tiên đó là mình sẽ cắt cái phần chuối ra rồi mình sẽ nhồi cái phần chuối trước nha các bạn. Thì chuối thì mình sẽ cắt ra, mình cắt nhỏ ra, một hồi mình sẽ bóp giống như là mình nhồi chuối á các bạn. Thì mình sẽ sắc nhỏ ra như vậy, một hồi là mình sẽ nhồi cho nó dễ nha. Còn nếu mà các bạn muốn để nguyên một miếng thì cũng vẫn được nữa. Sẽ cắt hết là 6 trái chuối này luôn. Chuối thì mình đã cắt hết 5 trái rồi, thì mình sẽ chừa lại một trái, một hồi mình cũng sẽ sắc lát lát như vậy nè các bạn. Thử xem coi cái bánh của mình lên nó có đẹp hơn hay không ha. Bây giờ chuối thì mình sẽ nhào, mình bóp, bóp cho nó nhừ ra luôn đó các bạn. Giống như mình làm bánh chuối vậy đó. Nhào xong như vậy là một hồi cái mình sẽ cho đường vô, với muối vô, cái mình ướp. Mình ướp tí xíu trong thời gian mình làm bột đó. Giờ mình sẽ cho muối nè, mình sẽ cho hết muối luôn. Với lại mình sẽ cho thêm đường ha. Đường thì mình sẽ cho là 1 muỗng rưỡi thôi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ nhồi chuối với đường này cho nó tan ra. Tiếp theo mình sẽ làm hột gà ha. Thì chồng trắng trứng mình sẽ để riêng và chồng đỏ mình sẽ để riêng nha. Các bạn thấy là cái chồng đỏ mà trứng hột gà ta nó to lắm các bạn, chồng trắng thì nó có chút xíu thôi. Còn nếu mà mình làm hột gà công nghiệp á thì cái chồng đỏ nó nhỏ, chồng trắng trứng nó nhiều lắm, cho nên làm cái bánh lên nó sẽ không có ngon. Các bạn thấy là cái chồng trắng, cái trứng tuy rằng nó nhỏ thiệt mà cái chồng đỏ nó nè quá trời lớn luôn nè. Ui, cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ cho đường vào trong cái tô chồng đỏ nè. Sau đó thì mình sẽ quậy lên. Với lại mình cũng cho ống vani luôn. Mình sẽ cho hết hai ống nha. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn lên cho đường nó tan ra. Sẽ cho bột nở vào luôn. Mình đánh cho nó đều ra rồi mình sẽ cho sữa tươi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho sữa tươi vào ha. Thì mình sẽ cho 3 giá sữa tươi. Quậy cho nó đều hết rồi sau đó mình sẽ gây bột mình để vào nha các bạn. Mình quậy cho đường đó, cho nó tan ra rồi mình mới gây bột. Rồi bây giờ là mình sẽ cho bột mì và bột bắp á cho vào trong cái gây luôn, để cho hết bột mì luôn và bột bắp mình cũng cho vào đây luôn, mình trộn lên đều rồi sau đó mình sẽ gây nha. Đây là các bạn, bây giờ mình sẽ gây bột từ từ. Này, các bạn thấy là bột mình rơi xuống nè, thì mình cứ việc mình trộn, tránh nhiều khi cái bột mình nó sẽ bị dính cục nha. Mình rơi khi nào mà cho đến hết cái phần bột thôi. Mình cứ việc mình rơi từ từ thôi.
cái bột này á, mình khuấy cho bột nó hơi sền sệt nha các bạn, chứ mình đừng có cho cái bột mà đặc quá, mà cũng đừng có cho nó lỏng quá, tại vì mình nếu mà lỏng quá còn vô cái chồng trắng trứng á, thì cái bột mình nó sẽ bị nhão, nó sẽ không có được ngon. Còn nếu mà đặc quá thì mình sẽ cho thêm sữa tươi ha. Bột đó là mình khuấy cũng được rồi nè, giờ mình sẽ cho hết cái dầu ăn vào trong cái tô luôn ha. Và bây giờ là mình sẽ trộn đều lên, rồi sau đó thì mình sẽ đánh cái chồng trắng trứng thôi các bạn. Mình trộn cho nó đều luôn ha. Và bây giờ bột của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đánh luôn cái chồng trắng trứng nha. Đây. Bây giờ mình cũng sử dụng cái cây đánh trứng này thì mình sẽ đánh cho cái chồng trắng trứng mình nó nổi lên ha. Thì cái chén đường này nè thì mình sẽ chia ra làm ba, mình sẽ cho vào chồng trắng trứng nha. Mình đánh cho cái phần đường này nó tan ra rồi mình sẽ cho tiếp cái phần đường tiếp, chứ mình không có cho một lượt mà hết cái chén đường này nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đánh khi nào mà cho cái chồng trắng trứng mà nó bông lên như kem là được ha. Chồng trắng trứng là bây giờ mình đánh nó cũng được nè các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ để riêng qua một bên ha. Đây cái tô bột của mình, thì giờ mình sẽ cho chuối vào trong cái tô bột mình luôn, cho hết luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn chuối nè với bột nè, mình trộn cho nó đều ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho chồng trắng trứng á vào trong cái tô chồng đỏ. Trộn bột với chuối bây giờ nó đều nè các bạn, thì mình sẽ cho hết vào trong cái thao chồng trắng trứng luôn ha. Rồi mình sẽ trộn cho nó đều luôn. Giờ nó thơm cái mùi chuối nhiều lắm đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn lên. Trộn chuối nè với chồng trắng trứng á, cho nó đều thiệt là đều, rồi mình sẽ để vào trong một cái xửng á, mình hấp luôn. Cái này là mình hấp chứ mình không có nướng nha. Bột quá thì bây giờ là mình trộn cũng đều nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong một cái xửng nha. Thì cái xửng á là mình cũng có lót một miếng giấy nến nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào thôi. Các bạn thấy nè, bột của mình giờ là được rồi đó. Và bây giờ là mình sẽ cho bột vào hết, rồi sau đó mình sẽ dặm cái phần bột cho nó nằm xuống nha. Bây giờ mình sẽ dặm cái phần bột nè cho nó đều xuống. Rồi thì bây giờ mình sẽ xuống mình hấp thôi. Mình cũng chuẩn bị một cái nồi nước ha. Thì giờ mình sẽ để cái sủng bánh của mình á, để vào trong một cái nồi. Thì mình dặn cái mực lửa cho nó lửa nhỏ nhỏ thôi các bạn. Mình đừng có để lửa lớn quá ha. Nếu mà mình để lửa lớn quá thì cái bánh mình nó giống như là nó nổi nhiều quá, một hồi nó sẽ bị xẹp á. Cho nên là mình mở cái mực lửa cho nó thấp lại. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại luôn. Thì khi nào bánh chín á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Bánh á, thì mình hấp từ nãy giờ là cũng được 40 phút rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ mở nắp ra ha. Đây các bạn thấy cái bánh của mình nè, tại vì cái màu chuối á các bạn, nó lên cái màu nâu nâu ha. Bây giờ là mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ dùng một cái tăm này mình xăm thử coi cái bánh của mình nó chín hay chưa nha. Cái bánh mình nó xốp dữ lắm luôn. Đây cái bánh của mình nó đã chín rồi nè các bạn. Tại vì bột nó không còn dính cây tăm nữa là bánh mình nó chín ha. Thì bây giờ là mình sẽ gắp bánh ra luôn.
thì mình gấp cái bánh này ra xong rồi đó, thì mình sẽ chờ cái bánh cho nó nguội. Nó nguội rồi mình mới lấy ra được nha các bạn, nó còn nóng là mình không có lấy ra được. Bánh thì mình cũng để nguội rồi, mình cũng khui bánh ra nè các bạn. Đó, các bạn thấy là cái bánh của mình nè, chuối nó lên cái màu vàng vàng như vậy nè các bạn. Cái này là lên màu tự nhiên á các bạn. Và bây giờ là mình sẽ cắt ra ha. Đây. Đây, các bạn thấy nè, bánh mình nè lên có chuối, lớp chuối này cái nằm ở bên dưới nè các bạn thấy không. Đây nè các bạn, chuối thì nó văng văng lên nè các bạn thấy nè, cái bánh mình rất là xốp lắm luôn. Giờ là mình sẽ thưởng thức thôi các bạn. Mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử coi cái bánh bông lan nè hòa quyện với chuối xem như thế nào nha. Và thơm mùi chuối lắm luôn các bạn. Cái độ bánh thì nó xốp, nó rất là ngon, nó rất là ngọt, dạng như là ngọt mà dạng như ngọt ngọt dừa nha, chứ không phải là ngọt ngay nha các bạn. Tại vì đó là chuối là mình khi mà mình ăn riêng ăn ngoài á thì nó cũng đã có độ ngọt rồi, mình cũng có ướp đường và mình hòa quyện chung với bánh như vậy mình ăn rất là ngon các bạn. Nếu mà các bạn thích cái mà chuối mà ở trên mặt á thì mình sắp miếng mỏng mỏng, khi mà mình cho bột vào á thì mình sẽ để mình sắp chuối ở trên mặt cũng vẫn được nữa ha. Còn cái này là mình đã trộn sẵn luôn, mình muốn là ăn cái chỗ nào nó cũng có chuối như vậy á thì mình ăn nó sẽ ngon hơn á các bạn. Thì cái bánh bông lan mà mình làm chung với chuối như vậy nè, mình ăn lên thì nó rất là lạ mà nó cũng rất là ngon. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi, nhiều khi ấy là mình làm ở nhà mình ăn thì mình nói ngon, nhiều khi không biết là khẩu vị của nhà các bạn như thế nào, thì các bạn cũng làm ăn thử đi ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc ở đây, mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.